Hello, chào các bạn, mình là Duy. Chào mừng các bạn quay trở lại với series WordPress nâng cao với chuyên đề là làm web site tin tức hoặc tạp chí bằng theme newspaper. Thì trong cái video này mình xin tổng kết lại toàn bộ cái nội dung mà mình đã hướng dẫn các bạn từ A tới Z. Thì đây là một cái chuyên đề đầu tiên trong cái chuỗi series về WordPress nâng cao. Nếu các bạn chưa xem qua về cái series WordPress cơ bản thì các bạn hãy vào kênh YouTube của mình VT Channel. Các bạn gõ là VTD Channel. Sau đó những cái video nào mà có tên là Võ Thanh Duy gạch ngang VT Channel các bạn bấm vào. Rồi các bạn bấm vào danh sách phát. Ở đây mình đã có một cái series về WordPress cơ bản từ A tới Z, các bạn hãy xem qua nếu chúng ta chưa xem. Thì cái chuyên đề này là cái chuyên đề đầu tiên trong chuỗi series nâng cao sẽ có rất là nhiều cái chuyên đề và cái hướng dẫn làm web tin tức là một trong những cái chuyên đề nâng cao. Thì từ video đầu tiên cho tới bây giờ mình đã hướng dẫn các bạn là mình đã nói về các cái cấu hình tối thiểu để mà chúng ta học các cái yêu cầu tối thiểu để mà chúng ta học cái chuyên đề này. Tiếp theo là mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt theme newspaper trên WordPress. Rồi tiếp theo nữa mình hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta import những cái demo của nhà thiết kế theme có sẵn vào trong cái website WordPress của mình. Tiếp theo mình có hướng dẫn các bạn cách cấu hình website và hướng dẫn các bạn cách đăng bài viết mới. Trong cái nội dung đăng bài viết mới thì mình có hướng dẫn các bạn là tạo chuyên mục và chúng ta mới đăng bài viết. Rồi tiếp theo sau khi đăng bài viết rồi thì các bạn sẽ được hướng dẫn cách để chúng ta cấu hình một cái menu hoàn chỉnh. Sau đó bước tiếp theo là hướng dẫn các bạn cách chỉnh sửa trang chủ như thế nào sao cho nó thuần Việt và sao cho nó hợp lý với những cái bài viết mà chúng ta đã đăng và cùng với những cái chuyên mục mà chúng ta đã tạo ra ở video trước. Và ở cái video chỉnh sửa trang chủ thì mình có hai cái video, bởi vì nội dung nó cũng khá dài cho nên là mình chia làm hai, và hai video này mỗi video khoảng hơn 30 phút, thì các bạn xem qua để mà mình nắm thông tin và mình nắm được cái cách thức thao tác tương tác với cái theme newspaper, và từ đó các bạn có thể tùy biến và các bạn có thể sáng tạo dựa trên cái theme này để chúng ta thiết kế ra một cái website tin tức hoàn chỉnh. Thì kết quả đầu ra của video này cho tới thời điểm hiện tại các bạn xem video tổng kết là các bạn đã hoàn thành được một cái website tin tức. Tuy nhiên thì bố cục hiện tại vẫn là đang dựa trên bố cục của giao diện demo. Hiện tại Newspaper có khoảng mấy chục cái giao diện demo rất là đẹp. Các bạn có thể không cần phải sáng tạo để chúng ta mất thời gian thêm, mà chúng ta chỉ cần chọn một cái bố cục nào chúng ta thích hoặc chọn một cái giao diện nào chúng ta thích, sau đó chúng ta chỉ cần chỉnh sửa như từ đầu video, từ đầu series cho tới bây giờ mình hướng dẫn là các bạn đã hoàn thành được cái website tin tức của mình. Trong một số cái trường hợp nâng cao khác, ví dụ như các bạn muốn làm một cái website theo cái bố cục riêng của các bạn mà những cái bố cục demo nó không đáp ứng được, thì các bạn sẽ sử dụng cái plugin gọi là Visual Composer, hay ở trong newspaper nó đặt tên là TD Composer. Thì cái plugin này nhà cung cấp đã tích hợp sẵn cho chúng ta ở trong cái theme. Trong video này vì giới hạn cho nên mình sẽ không hướng dẫn các bạn sử dụng cái plugin này, bởi vì plugin này nó khá nâng cao và nó khá chuyên sâu, và việc học một cái plugin mà chuyên về builder thì các bạn mất ít nhất khoảng một tháng để chúng ta thành thạo. Và nếu mà làm series về các video hướng dẫn thì mình cũng mất khoảng 10 tiếng trở lên thì mình mới làm nó hoàn thiện được. Thì trong cái series này mình đã hướng dẫn các bạn là cách để mà chúng ta tạo nhanh một cái website tin tức mà chúng ta có thể sử dụng được ngay mà không cần phải tốn quá nhiều cái thao tác để mà kéo thả để mà chỉnh sửa một cái giao diện. Mình sẽ có những cái video chuyên về hướng dẫn sử dụng những cái plugin builder dạng như là TD Composer của Newspaper trong một cái chuyên đề riêng, có thể là không thuộc cái series WordPress nâng cao, nhưng mình sẽ làm cái video những cái chuỗi video như vậy mà mình đăng trên
kênh YouTube VTD Channel, và các bạn hãy đăng ký kênh để mà nhận được những cái video mới nhất của mình. Rồi, như vậy là đến đây mà các bạn đã hoàn thành xong cái chuyên đề làm website tin tức với WordPress mà không cần phải biết lập trình, không cần phải biết code. Và từ đầu video tới giờ cũng chưa có hề xuất hiện một đoạn code nào cả. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái chuyên đề nâng cao khác trong chuỗi series WordPress nâng cao. Nếu các bạn có câu hỏi thì các bạn hãy bình luận ngay bên dưới video này, mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ trả lời trực tiếp cho các bạn. Các bạn thấy hay thì hãy bấm like và share video này giúp mình. Đừng quên đăng ký kênh, mình có để cái link đăng ký kênh ngay ở phần mô tả, hoặc các bạn bấm vào cái nút đăng ký kênh màu đỏ ngay trực tiếp bên dưới video để mà nhận được những video mới nhất và sớm nhất. Xin trân trọng kính chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những cái chuyên đề tiếp theo.